Một ngày đi làm tại Viện Nghiên cứu AI tại Úc, khi làm về trí tuệ nhân tạo không phải lúc nào mình cũng động vào phần thuật toán. Hôm nay mình dùng một cái công nghệ để thu thập dữ liệu từ hàng chục nghìn những cái dự án khác nhau. Đây là cái máy trợ lý ảo mà chỗ này có một cái camera để có thể nhận diện khuôn mặt. Thế nên là ai mà đưa cái mặt vào đây là tự nó xác nhận được là người đấy có làm ở cái công ty này không. Và cái cửa này có thể tự mở ra được. Mọi người hỏi về cái này của mình thì cả bố cả mẹ mình đều là thợ may từ bé đến giờ. Thế nên là có cái logo này. Chỗ mình làm sẽ ra một cái meeting ở một cái nơi khác, sau đấy mình sẽ quay lại trường Swinburne để dạy học. Buổi hôm nay mọi người cùng nhau hình thành lên ý tưởng để giải quyết một bài toán. Một trường đại học có rất nhiều máy tính ở nhiều hệ điều hành kết nối với nhau. Làm sao để hiểu từng máy ở từng khu vực nó đang làm gì? 6 giờ chiều mình qua trường Swinburne để dạy học. Hôm nay mình dạy môn lập trình hướng đối tượng. Ở môn này bạn tự tạo nên những vật thể có hành động và tính chất. Sau đó mình giảng về kiến thức con trỏ. Con trỏ là vị trí của một biến trong bộ nhớ máy tính. Hai biến có thể tên khác nhau nhưng nếu nó cùng trỏ về một vị trí trong bộ nhớ máy tính thì khi đổi một cái kia sẽ tự đổi. Bây giờ mình sẽ về nhà và trả lời tất cả những bạn trong các lớp học online của mình. Hẹn gặp lại mọi người nha.